Xin chào các bạn, hôm nay Levi Music sẽ giới thiệu cho các bạn 3 dòng ca giòn, trống ca giòn được thanh lý với giá cực kỳ rẻ, rẻ nhất Việt Nam và trên toàn thế giới. Việc các bạn sử dụng một cây trống ca giòn để sử dụng cho việc chơi acoustic, âm nhạc đường phố hoặc là những cái buổi picnic với bạn bè bên ngoài là cực kỳ hiệu quả khi mà các bạn mang vác nó trên lưng. Mang đi rất là tiện lợi so với trống da và dàn trống lớn 5 đến 7 trống như vậy. Với dàn cymbal thì rất là khó khăn khi di chuyển và rất khó học. Nhưng mà đối với dòng ca giòn thì các bạn sử dụng rất là dễ dàng à, chỉ cần học vài buổi là các bạn có thể chơi được rồi, đơn giản lắm à. Và hôm nay Levi Music sẽ thanh lý 3 cái trống ca giòn này với giá cực kỳ rẻ cho các bạn. Dòng ca giòn thứ nhất đó là dòng này, có nút chỉnh tem, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh nó theo từng cái dòng nhạc ở đây. Và trống này hiện tại có giá trên thị trường là 1.200.000 đồng, và hôm nay shop sẽ thanh lý với giá 880.000 đồng, rất là rẻ. Bây giờ đây là âm thanh của nó đó ha. Chúng ta có thể chơi trong cái nhóm người 5-7 người bình thường ha. Và dòng cái nhóm thứ hai có cái mặt phía trước rất là đẹp, gỗ ngoại nhập hoàn toàn ha. Dòng này ở shop đang bán với giá 1.300.000, và bây giờ shop thanh lý còn lại 990.000 đồng. Đó, cơ hội duy nhất trong tháng này cho các bạn lựa chọn cho mình trống ca giòn phù hợp để chơi ha. Bây giờ review âm thanh các bạn nghe nhé, rất chắc ha. Và cuối cùng, trống thứ ba hiện tại shop bán với giá 800.000, và bây giờ thanh lý với giá 500.000, chỉ cần tiết kiệm 5 buổi ăn sáng phở đó là các bạn đã có sở hữu cho mình một cái trống ca giòn tuổi thọ rất là bền. Nó làm từ gỗ cho nên là rất là bền à. Đây, xin giới thiệu các bạn 3 dòng trống ca giòn này à, với giá cực kỳ rẻ. Các bạn có thể đến 414 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để nhanh chóng lựa cho mình một trong 3 dòng sản phẩm ca giòn này với giá cực kỳ rẻ, thanh lý, rẻ nhất thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.